đâu đăng đâu đăng ủa đè vậy ủa wow rồi đăng em đã cho mọi người coi mặt đăng nè ghê rồi sao đăng có gì đâu nhờ tiên thi em thấy sao dạ không vui lắm con vui lắm à do làm thôi ủa như đâu rồi nè ai được không chị trời lù lù đó ai đó lấy cho nó cái khăn đi lấy cho nó cái khăn đi sao như thi được không nào như đây như đây đâu 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 đến lâu nào rồi như thi sao như được hả cha tụi em phỏng vấn cái nhóm học viên của chị nha à rồi bắt em chị nói chuyện chị đứng ra trả lời chị chưa à như chị như phụ huynh hả nhi nhi phụ huynh để chúc em chị tổng bắn xong nào nhớ nhớ nào rung không rung không rung rung ở tay đâu tay rung đâu để em không được ai nè và thi được không đề sao em đứng góc nào thì đề bài ở đó mà làm thôi em đứng góc chính diện à em thấy đề năm nay nó cho là dễ hay là khó đối với em sáng tối rõ ràng không không không, không à rất khéo sáng tiền vậy hả? Ờ, dĩ nhiên rồi. Đúng rồi, khi là mình sẽ vẽ sáng tự nhiên chứ không có được chiếu đèn, cho nên là mình phải vận dụng hết sức có thể, không thể nào mình vẽ tự nhiên được bằng vậy. Có lúc bị chút nữa, tăng động không được tế nữa. Rồi, coi rồi. Lúc mình còn ai đứng ra? Ai chưa ra nhỉ? Như sải hả? Như sải. Không, em học được. Dạ. Chưa, bên này chưa đâu. Chưa, bên này chưa mà. Đâu, 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 đâu? Đâu? Ủa sao Như lấy xe? Ủa tao lấy xe rồi. Thấy được không? Đã thấy. Đây, để xe nè. Đây, xe nè. Để xe đi. Ừ, vòng ở đó đi. Ủa, nguyên đám rồi luôn. Sao, sao, sao? Kết quả sao rồi? Báo cáo. Ủa ngon vậy? Em rồi. Đúng ông nào không biết nhưng mà cũng được. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Mày chú Anh Thanh mày già. Hả? Mày chú Anh Thanh. Đã vậy? Ủa? Thế hả? Mà chú Anh Thanh hả? Đâu có đâu. Anh Tài vừa kêu. Đâu, anh Tài chúng ai á. Còn chị Duyên mới là anh Thanh. Ừ, chị Duyên á. Chị Duyên mới là anh Thanh cô. Nào, 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 bỏ bánh, bỏ bánh cái nào. Nào, 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 hả? Góc gần chính diện. Góc gần chính diện. Rồi bé được không? Sáng tối rõ ràng không? Em đứng ngay góc mà. Em đứng ngay em chưa. Rõ ràng không? Tối lớn rồi. Hả? Sáng tối lớn rồi. Sáng tối lớn à? Bỏ khẩu trang nói khó nghe quá à. Trời ơi, hai lớp luôn gì? Ghê vậy? Sợ sợ bệnh dữ vậy luôn á hả? Cái này có học màu đúng không? Cái này có thì học màu đúng không? Tại em muốn học màu. Em muốn học màu cắt tóc hay này. Chỉ này thôi. Cái tội cũng học màu nè. Đây để được trình họa cái kêu học màu. À, báo cáo đi. Sao? Nhung bé góc nào? Dạ em bé góc 34. Góc 34 hả? Ánh sáng rõ không? Đầu bên tối. Em đứng bên tối. Ừ, đúng quá đẹp rồi. À, khoan. Có một cái là dáng đứng hay dáng ngồi? Dáng ngồi đúng không? Dáng ngồi. Dáng ngồi. Bình thường. Dáng ngồi mà góc nghiêng mới dễ dễ. Ai có cái nhìn đâu? Đây. Gì chính diện không vậy? Lúc mà lúc ngồi mà chính diện á là có cảnh cực kỳ khó luôn á, để không khéo là nó không có ra. Và bé ra không? Em bé ra không? Em nghiêng thầy. Nghiêng hả? Quỳnh có ra không? Cũng được hả? Sao nghe giọt siêu siêu thôi? Em dựng hình lâu lắm luôn thầy. Em dựng kỹ lắm. Tại vì cái cuốn tiết đầu ngày hôm nay là mình chỉ ưu tiên là mình tập trung dựng hình thôi. Nếu mà dựng hình tốt á, mình lên sân khấu lớn á càng tốt. Thì ngày mai mình còn muốn tiếp đánh bóng nữa mà. À, Ngân dựng hình được không? Dạ được. Được hả? Mà em đứng kế bên cao thủ em sợ quá. Em đứng bên cao thủ thầy. Trời ơi, nó
dùng cánh tay nó giấu chuột. Trời má gì ghê vậy. Dùng cái kẻ để đo. Trời mẹ. Ghê vậy. Nó kẻ rồi mà mắc cười. Sợ đi ngang qua phòng à. Thấy cao thủ luôn á. Ở cái phòng cái bà đó nó trương ra ngay cái góc cửa, hướng cửa hướng vô. Là thấy cao thủ. Quá dữ. Nghe nghe chết. Nghe chết chết. Mà quá mà quần quần em vẽ có lên kịp sân tố lớn không? Dạ không em. Dương Hưng nguyên buổi. Trời. Áo lực quá. Không. Nghe căng vậy. Đúng rồi. Nói chung á là hôm nay mà có sân tố lớn nhẹ nhẹ thì tốt. Ngày mai tiếp tục. Còn muốn tiếp thì nên không mà. Đúng rồi. Sao Dương Hưng có kỹ không? Dương Hưng có kỹ không? Dương Hưng 3 tiếng. 3 tiếng à cũng được. Như Nhung sao? Kỹ rồi. Kỹ hả? Okay. Kỹ mà sao thấy nó xìu xìu. Mình kể thì mình thấy vui chứ không. Kỹ mà thấy nó xìu xìu nào á. Em thấy vậy nó chơi đẹp quá em lo sợ. Ê. Uống trà sữa không? Hết tâm trạng rồi. Uống trà sữa đi. Uống trà sữa hả? À, đi uống trà sữa đi. Ủa ai đây? Đúng hả? Trời ơi, mình nè. Tuấn đi đón nè, Tuấn đi đón cái đứa này. Ủa? Tuấn đi đón nhờ. Ôi, lửa hả? Ủa, Như đâu? Không chạy đâu rồi. Chờ mình tôi. Mới đây mà sao chạy về rồi. Thầy đau lưng lắm luôn thầy. Em chạy xe bus này đi luôn không? Ủa vậy hả? Sao mà đau lưng? Có đứa kia hỏi đừng giữ xong hết trơn rồi, đánh bóng đậm lè xong hết mặt khối rồi tôi. Nhìn cảm thấy sợ. Ngân hôm nay có thầy. Ủa, em với em nói vậy có lỗi với anh cái bên thôi, tại ảnh vẻ đẹp của em cũng nhìn lén ảnh vài lần. Nhìn lén ảnh đánh cơ ra. Ba nhìn lén người ta hay là nhìn bài vẽ người ta? Nhìn bài vẽ. Ủa, bài vẽ luôn. Nhìn lén ảnh nhiều hơn hay là nhìn bài vẽ? Nhìn bài vẽ nhiều hơn. Nhìn lén ảnh là nhớ rồi. Trời của chèo quá. Đẹp trai. Tóc dài. Mà khoan giờ để hỏi nè, có phải là cái giấy trong trường nó khó vẽ hơn giấy trong lớp đúng không? Đúng không? Chứ nó nát á thì mình lấy tay mình chà nó êm. Cái giấy này nó bị kiểu nhám nhám á. Không chưa không à. Cái giấy này á là nó không có tệ hơn cái mặt bằng nữa. Mặt bằng coi vậy mà vẽ được á. Mấy đứa phải cẩn thận á nha. Đây thì nãy thì hôm qua thì có nói rồi. Em có cảm giác là cái giấy này nó ăn chì hơn. Nó ăn chì à? Ăn chì hơn. Tại vì cái lúc mà em đánh nha là em cảm thấy nó ăn chì, em cảm thấy nó không tệ như em nghĩ. Em tưởng là nó sẽ tệ hơn chứ. Qua mai là nhắc nè. Qua mai là nó bay chì hết á, làm nhắc luôn á. Đúng thì. Anh Tâm Vy. Ủa vậy giám thị phòng thi thấy dễ chịu không? Dạ không. Hai cô canh rất gắt. À thầy Dũng hả? Cô Châu hả? Cô Linh. Cô Châu à? Cô Châu với cô Linh. Quế Châu. Nghe tên lạ quá ha. Hai cô thấy cũng chèn chèn. Gắt là gắt sao em? Dạ, hai cô có đi vòng vòng miếng. Hai cô không cho ai nhìn gì hết. Không cho ai nhìn hả? Thì giám thị có đẹp không? Giám thị đẹp không? Giám thị nam hả không? Không có giám thị nam, toàn giám thị nữ mà. Giám thị nam nè. Ủa khoan, em vô phòng thi á, em lùi xa người ta có nói gì không? Dạ không, nhưng mà trong phòng em có một cái người mà kiểu như ban đầu á cầm cái bài vẽ đỡ lên trên cái bục mà còn mẫu luôn để ngắm á. Xong lấy xe giám thị để ngắm. Rồi đem bốc thăm thấy sao? Trời bốc thăm gì đâu, bốc thăm gì thấy số luôn á. Như đây phỏng vấn ơi. Như và khẩu trang đó Như. Trời lo gì. Đẹp lắm. Đường nó ồn á. Đúng rồi, hơi ồn thế. Như cái nào đi thi như vậy thì Như có cảm xúc như thế nào Như? Ba em hỏi giống như hỏi sao cho nó thoải mái nhẹ nhàng trả lời. Nói chung là cái mới bắt đầu thi thì có hơi hợp xíu, nhưng mà khi mà bắt đầu thi là thấy bình thường như lớp. Ở lớp đúng không?
là trong lúc thi là Như nó tưởng tượng là có cô giáo mình ở đó đúng không? Chứ là rất là thoải mái bình thường gì hết. Là do là có cô đó đúng không? Có cảm giác có cô anh em đúng không? Nói chung là thi tốt đúng không? Ổn đúng không? Ổn đâu, nó to lên. Ổn à. Ổn hả? Chờ ngày mai lên bóng nữa thôi. Thì sau khi chờ các bạn mà thi chân dung xong á, tại vì chân dung thi tới 5 tiết mà mình là thi hình họa toàn thân là có 4 tiết một buổi sáng thôi. Thì mình sẽ chờ tới 12 giờ hơn để đợi các bạn xong mình đi uống trà sữa nha. Yeah. Thấy nó không tâm trạng gì luôn á. Thấy không mừng lắm. Rồi mình có thể sửa chữa được mà. Thôi Nhi nói chuyện thảo mai quá à, nói chuyện thoải mái đi. Nói chuyện với thảo mai quá à, không cần thoải mai, thảo mai gì đâu. Ok ok, để tôi làm bánh cách. Anh ơi, đâu có ai không? Mấy đứa thì... Ủa, Nhung thi trung học với Quỳnh đúng không? Dạ không. Thì chị... Hội hoại với đồ hoại sao chung được hả? À, quên, nó có đeo khẩu trang không? Dạ không. Anh Thành nhiều người dễ đẹp lắm. Đồ hoại hả? Thì đồ họ là đương nhiên rồi. Nhiều người bé đẹp lắm. Đồ họ là đương nhất nhiên. Nhất là bên anh cái bên em. Anh cái bên em nhắc hoài. Có bạn thích anh đó không? Hả? Chắc về nhà ôm lại mấy cái tay cho quá à. Cái này à, chắc rồi mình phải về lại à. Học phân phối cơ lại. Để sao gần này kia không? Có sao gần luôn cô. Nhớ là nhắn hết được, có nhắn đều nhau. Ủa? Nha. Thầy thầy mình điêu cái bụt được không? Sao? Cái bụt nó rộng quá mình thu ngắn lại xíu được. Được được cho được. Chứ còn mà nó mà ấy đúng chuẩn là mình bị lệch. Quan trọng là người thôi chứ. Yến Nhi tặng, Yến Nhi tặng. À giờ chờ Yến Nhi ra. Đây đeo cái này để đi. Nóng thì chơi gần cũng 12 giờ rồi. Ôi, bà con giá rồi. Ôi, quên giỏi quá. Rồi quên dán đi lấy cái tattoo đây dán anh. Tattoo. Cái tattoo dán. Nhận diện lớp. Thôi để đi đó trâu hết trơn. Thôi mai cô dán cho yên tâm. Mai quên. Nay ăn cho quên. Đi nè cô á, vui gì nè. Trời. Hôn thêm năm nữa không? Dạ. Năm sau cho đẹp khó hơn. Năm sau đẹp khó hơn á. Đâu năm sau đẹp mẫu là mình gối che. Đúng không? Có, năm sau mình để đúng. Sao? Tôi biết phòng em ai làm mẫu không? Ai? Cách. Trời quá. Em đang lên qua em dán giấy rất nhiều quay qua. Thấy Khánh ngồi chân dài một đâu. Ủa gì? Quay qua kêu. Chị giống như mày ở nhà luôn. Em kêu Nhung nó đang ngờ cái gì hết. Em hướng tay nhanh nhìn trời ơi. Không ok, đi vô vẻ đi vô. Đang chết, đang xíu đi. Đi nước, đi thay. Em thấy tức tức, em thấy ốc không. Em gửi nó cho cố, đã rồi đi vô. Không đau đau, chắc là mình đã phải bạn nói rất là nhiều lần rồi. Cô nói rồi mà. Nó mở cái nó có vẻ đó. Cô nói rồi mà. Tây môn. Vẽ nhiều lần để một nhớ. Thậm chí nó vô nó, chứ chắc mình vẫn nhớ giá luôn. Ngủ cũng nhớ luôn. Nhớ luôn. Thắng nó ngồi im không hay là nó hay động đậy? Nhắm mắt. Nhắm mắt ngủ à? Nhắm sao? Ủa vậy là nó lại thức khuya nữa rồi. Nó giống thị nhắc nó. Ai cười mỉm mỉm? Ghê à. Để mặt thường mà. Cái mặt nghiêng qua mỉm mỉm. Ghê vậy. Uống che một phòng mắt nữa. Tự suy nghĩ ra mắt quá. Khoan, có hôm nay có cầm gậy không? Hôm nay có cầm gậy không? Dạ ngồi bình thường. Không cầm gậy. Vậy tốt rồi. Vậy là đỡ thầy về cái gậy. Ừ quá tốt rồi. Cầm gậy là mới khó đó chứ. Cầm gậy của nhân. Đo bằng cánh tay là thấy ghê lắm rồi.
Tại còn tay đo được gì chưa? Chưa bao giờ đo gì luôn á, đó là bá đạo lắm rồi. Tay là thua rồi đó, chịu thua. Tay đây còn chưa đo gì nữa. Nó đo tỷ lệ bằng cánh tay. Giống hướng á thì giống hướng. À, em về trước nha hả? À, dạ, về cẩn thận nha. Ừ, chiều có qua lớp không? Dạ. Chiều có qua lớp không? Dạ chắc không, tại cách mười mấy cây lận rồi. À, ok, ok, về cẩn thận nha. Rồi, đội quân tị nạn. Uống nước không? Còn Nhi đang mua nước á. Ở đây. Nè nè. Uống nước đi. Còn Nhi mới mua đó, uống đi, uống đi. Mọi người đứng dậy mọi người. Tội nghiệp mệt lắm rồi, đứng nhiều quá đuối rồi. Không vấn kìa. Quay chị được không? Quân phỏng vấn cái Quân gì? Chị Quân kể tại chị còn đại diện. Đứng gần gần nhau. Đứng gần gần nhau á, có gì đâu. Chào bạn, bạn tên gì vậy? Dạ, tên Quỳnh. Vâng, Quỳnh, con bạn. Dạ, em tên Ngân. Bạn. Dạ, em tên Nhân. Nhân là ba người. Thầy, còn mấy bạn thi ngành gì vậy? Dạ, em thi Ngân, thi Nhung, thi đồ họa. Còn mấy Quỳnh thi hoàn thành. Thì nghĩ toàn thân hết luôn á. Cảm giác của mình thi mà thi xong như thế nào? Cảm thấy cô rối. Em không biết gì. Phỏng vấn không? Dạ không. Không, em năm sau. Năm sau phỏng vấn nha. Giờ lấy thêm, lấy hơi. Cái ông gì? Người mẫu có giống như những gì mà mình đã luyện ở nhà không? Dạ có, cũng ốm ốm. Thì mặt cũng không phải quá đẹp nhưng mà ngồi yên. Không có bị buồn ngủ. Không bị buồn ngủ hả? Rồi, khi mà mình A là tới từ lớp của cô. Mà trước khi mà mình đi luyện vẽ thì mình biết đến môi trường này á là từ do mình tự tìm hiểu hay là ai định hướng cho? Dạ do mình tự tìm hiểu. Ai định hướng cho hay tự tìm hiểu? Dạ lúc đầu em tìm hiểu chưa kỹ, lúc sau em gặp cô Nhi em hiểu rõ hơn. Tính cho cô Nhi luôn. Còn bạn? Dạ em tại em ngưỡng mộ người chị Chung Phan Đơn học đồ họa cho nên là em muốn vô. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi khi mà lúc mà mình bước vào cái ngôi trường này á, mình có một cái cảm nhận giống cái ngoại hình của ngôi trường á, nó giống như là mình đã tưởng tượng không? Dạ em không có tưởng tượng. Mà cảm giác như thế nào? Trường nhỏ hơn em nghĩ. Nhỏ hơn. Cảm giác của trường. Trường mới hơn em nghĩ. Các bạn. Dạ. Đúng rồi, công nhận hơn những gì em nghĩ trong giấc mơ. Nếu mà không có cái bạn tên là không biết đây là trường học luôn á. Đi luôn. Con lên con tổ cái kia. Lên con tổ cái kia là cái mới là cái trường này. Cái trường của cái mấy bờ nhìn đẹp đẹp. Chạy vô. Chạy vô đó là hả thua luôn á. Trời, nhìn nó mỹ thuật không cái mỹ thuật nữa. Chạy ra đó kìa, ô Quỳnh Nhi ơi. Khi mà dạy mấy em á, thì mới đầu thì có những em á, nó biết trước là nó sẽ thi cái gì. Có những em nó không có biết, nó chỉ biết là nó muốn cái nghề đó nhưng mà không biết cái ngành nào. Và nó còn lu mờ trong việc là chọn cái ngành đúng khoa, đúng ngành của nó. Cho nên là cái việc mà mình định hướng cho nó là định hướng từ đầu, và khi mà mình dạy cho nó thì mình rất là thích
là cái tính cần cù của nó, và nó rất là yêu mến trường. Nó nói là nó lúc nào cũng muốn được đậu vào trường này hết. Và hôm nay nó đi thi á, thì mình không có lo lắng gì nhiều, mình rất là tự tin về cái kỹ năng của tụi nhỏ. Nhưng mà có một cái lo lắng lớn nhất là sợ cái tâm lý của tụi nó thôi, tại vì lần đầu các em này đều đi thi lần đầu hết. Cho nên là mình tới đây là để cổ vũ tinh thần cho tụi nó. Hôm nay và ngày mai và ngày mốt nữa, chúc các em để các em tự tin 3 ngày thi, lúc nào cũng gọi là gì ta? Nói gì nha? Tự tin, vẻ đẹp, thành công, đậu vào trường đại học mình mơ ước. Yeah. Nha các em. Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người đã phỏng vấn nha. Đâu đâu, đâu, ai cô ai? Cô em. Đâu. Chuẩn bị tụi em sẽ được lên sóng. Kinh... Trời ơi, thầy. Sức cô luôn á. Lên website của trường. Lên website của trường rồi, ngon rồi. Không, cái này mới sốc nè. Này mới sốc nè. Phỏng vấn cho cô xong lúc có kết quả đó. Chất quất luôn. Chất quất luôn. Đi luôn. Chất quất luôn. Đó, thấy không? Dạ. Năm sau thi mỹ thuật đi. Thi mỹ thuật đi, thiệt. Thiệt, thi mỹ thuật đi. À, đúng rồi. Kìa. Tay tay. Ồ. Sao đi sao? Đúng rồi. Bây giờ tới tài nào, tài. Nào. Em có tăng đậm như là những gì cô hay dạy em không? Có. Em dạy góc thiện. Em dạy góc 3 phần 4 góc sáng. Nghe nói. Lần đó, lần đó. Nhưng mà lần này em dạy sáng cho bên phải qua. Ủa, tài. Nghe nói mẫu phòng em đẹp trai lắm. Đúng rồi thầy, ngon lắm. Ngon lắm. Kiểu đây đặn các thứ. Anh đang kêu em muốn lem lem. Muốn lem tao. Đó là tao. Mày phải giữ tiêu diệt chứ. Tiêu diệt. Đó rồi. Thôi. Có kèm lại không anh? Đó. Phải kèm chứ. Ủa mà khoan, em về góc sáng nhiều hay tối nhiều? Sáng nhiều thầy. À vé được không? Dạ cũng được. Cũng sáng nhiều. Cũng được. Ba đậu. Là phòng em. Mấy bạn cũng dễ. Bi, hello em. Ok hả? Sao em thấy bạn đó chưa? Nó ở lớp nó vẻ đẹp mà. Ở trong cái lớp đó cô thì em thấy là bà em là ổn nhất. Thì được rồi. Chấm theo lớp rồi đúng không cô? Đúng rồi, chấm theo lớp nha. Bà em chắc cũng phải là trên 7 điểm hả cô? Đúng rồi, đúng rồi. Bà em tính điểm rồi. Điểm hả? Mấy bạn kia vẽ kiểu nó bị nhạt nhạt kiểu gì nó không có hoàn thành hết nữa cô. Còn em thì em dư tới một tiếng là em cứ như thế em tới cũng chạc thôi à. nó bị góc tối á cô à. Nhưng mà không sao đâu, nó được không? Đậu không? Rồi, chúc mừng Phi nha. Dạ. Chúc mừng em, có tay. Yeah. Thôi giữ quên gì? Có, xưa xưa. Còn nhiều. Còn mấy bạn nữa. Hãy chờ đợi xem. Phượng Hà, Vân Anh, Duyên, ừ Mỹ nhiều mà. Đâu? À, rồi rồi. Hello Nhi. Ôi ra một đống luôn. Sao rồi mọi người? Báo cáo. Báo cáo. Em dễ giống như cái bài của Thanh á. Em thi là mẫu lạ hay là mẫu quen? Mẫu lạ. Mẫu lạ hả?
Khoan khoan, mẫu đó là mẫu em ngồi góc sáng nhiều hay tối nhiều? Tối hả? Tối nhiều. Em bẻ có khó đâu. Cái chỗ này đâu. Bẻ nửa người. Sao có lớn có đỏ không? Không có bị mặt bằng mấy người. Đâu chỗ không? Vui. Vui nha. Tóc nhuộm đen. Ờ, nói chung là không có. Nè là con ai la đúng không? Nhớ đúng không? Ghi trong lòng. Lỗ tai dẹp em tới nhà. Lỗ tai dẹp rồi nó có bị xấu như hồi trước đúng không? Ủa hoài mà. Không được hay được. Nhưng mà bị chết. Không có hẹn nữa năng cũng lên. Sao rồi Nhi? Dạ, được thầy. Dư 10 phút, dư 10 phút. Dư 10 phút hả? Dư 10 phút cuối. Dư 10 phút cuối. Dạ, em chỉ góc hết chị mà chết một chút xíu. À. Góc chút gì chết một chút xíu, thấy được bên đây. Mà bé dựng hình ok không? Em thấy dựng hình ok không? Ok, nhanh hơn lúc mà bẻ ở lớp thầy. Em có lùi xa, em chỉ cục này kia không? Rồi em có lên sân khấu lớn rõ không? Phòng em có nhiều cao thủ không? Dạ. Phòng em có nhiều cao thủ không? À, tập trung như bài thôi, mình hỏi gì? Hello. Sao rồi? Báo cáo. Hả? Trời ơi, con nhìn kêu đánh lại chen luôn. Trời ơi. Cao thủ chứ. Giống em hồi trước. Cao thủ chết chăng rồi. Đơn giản vô, không có bình tĩnh thôi là được rồi. Cần nhớ là có cục trục tỷ lệ, sao có lớn, không lớn. Ồ, anh Long, ok rồi. Ồ, năm nào ôm hết trơn, đã. Năm nào cũng ôm hết. Đi thực tế cũng ôm. Anh lại thầy. Hả? Có quay mà. Ôi, được rồi. Bữa nãy các bạn nào ngồi trong phòng em không ta? Ai biết? Phòng số 21. Anh đâu biết, anh không biết đâu. Ủa, người coi lớp mình đủ chưa ta? Đủ chưa? Đủ rồi. Hồng Nhân thấy chạy đâu có tiêu rồi, thấy Hồng Nhân chạy đâu có tiêu rồi. Cái Nhân này, Nhân nhá. Đây, Hồng Ấn Nhân mình nè. Sao thấy sao nó to lên đau lưng à, mỏi chân và đau lưng. Nếu mà đi vô đường á mình dễ bộ đứng nhiều lắm là tập quay dần dần đi. Em thấy mẫu dễ bẻ không? Bẻ được không? Được hơn lên lớp không? Ủa vậy tốt rồi. Có đỏ không? Bẻ đỏ đâu, cái gì lật đầu hết trơn, ra điểm điểm không như ý, trung thực vậy nha. Nào bình tĩnh. đâu đây ơi, còn mang thêm màu nữa. Sao đủ hay vô ok, đông đủ rồi đó. Giờ mình đi đâu? Trà sữa hả? Đi ghe mon đâu hay là đi đâu? Ghe mon hả? Chào anh. Anh dặn thận nha. Dạ. Ghe mon nha. Giờ đi ghe mon nha. Trời mẹ ơi. Ủa thấy siêu đó ơi. Rồi được rồi. Ủa chụp tấm hình không? Đúng rồi. Có không? Ngồi đây có công an không? Dạ không. Đi phòng Bắc không? Đứng đó, ủa vậy nó đứng làm gì? Đứng chơi á, đứng có mặt vui. Dạ. Yeah. Đứng để dọn mấy người bán hàng ở đây. Đám kia đi mua nước về kìa. Đại tiệc bia. Kiểu mày bạc, chị có thấy hình như cái avatar tao nó không hợp. Tính chất của tao cho nó, sao phải dịch bỏ avatar.
tinh lận. Này, nướng này. Cường, uống bia, khui khui bia uống Cường. Hát karaoke à? Mọi nhà nghe hả? Ê khoan khoan, mọi nhà nghe vậy dân phòng người ta đến người ta đuổi không? Nhỏ rồi. Nhưng mà em không có la to, la nhỏ, cái la giống la của cô. Hát bình thường luôn, cái bên bển là cái gì sầm lâu á. Nó ngồi ngay cũng ngay chỗ rồi nè, nó nguyên một dạ cái gì luôn. Nó đặt nguyên cái lo to luôn. Ừ, là... Nhưng mà thôi vậy kỳ lắm, hàng xóm người ta nói. Kỳ lắm. Chơi vui thôi mà. Mình nói chuyện được. À. Chuyện đủ vui. Ủa nhà Pháp gần đây á Pháp? Dạ, nhà có chút xíu đi qua tới đầu hẻm mà. Hồi nãy chị ý mới dẫn về nè. Ủa vậy luôn, nhà em đi bộ tới được không? Được, 15 phút. Trời, gần cái gì? Cái này là nước áo. Làm gì vậy mọi người, làm gì vậy? Làm gì vậy? Ngân ơi rớt miếng. Đi sao không? Sao cô? Biết sao ngon không? Rồi tại do em với chị Phượng nghe tinh hoàng gian. Nước. Dầm giang. Ướp miếng. Ê, sao uống trước vậy rồi lát hồi hết nước rồi sao? Cái này là nước của Đăng thầy. Nước của Đăng có ngọt không? Nước của Đăng ngọt không? Này mà đi khám bệnh. Bắt mọi người. Cái này là nóng trong người đó nè. Ủa Quỳnh là uống nước cổ đăng luôn hả? Nhím bận. Nhớ lựa thịt nha. Cô coi gian chị lựa thịt đó, tại vì có miếng dùng thịt mà có miếng dùng.